Hi, welcome back. Trước nhất mình muốn nói các bạn là congratulations. Tại sao congratulations? Tại vì một cái thống kê quốc tế họ cho biết rằng nước Việt Nam mình tiến bộ tiếng Anh lên 3 cấp. Trong 60 quốc gia, nước Việt Nam là một cái nước tăng cấp lên nhiều nhất. Congratulations. Cái chữ đã phát âm là congratulation. Chô nha. Congratulation. Xuống giọng. Congratulations. Chúc mừng. video mình hôm nay mình trả lời những cái câu ngắn gọn mà các bạn hỏi hôm nay mình sưu tầm. Mình biết mình chưa làm hết video để trả lời đủ những cái câu mà các bạn hỏi mình. Các bạn thông cảm nha. Mai muốn mình có thời gian mình trả lời thêm nữa. Cái câu hỏi đầu tiên là có một bạn hỏi rằng cái chữ A nhiều khi phát âm là A, nhiều khi phát âm là A. Cái nào? Ví dụ cái câu I have a girlfriend hay là I have a girlfriend. Nói chung là như vậy. Cái nào bạn dùng cũng được hết, không có sao gì cả. Nếu các bạn muốn vô sâu cái chi tiết cái âm E với cái âm A thì mình có cái lực như vậy. Khi các bạn nói chậm hoặc là các bạn muốn nhấn mạnh cái gì đó thì các bạn dùng cái âm E. Khi các bạn nói nhanh, gọn, không có nhấn mạnh cái gì hết thì nó là A. Ví dụ cái câu Give me a chair. Một cái câu này nhanh, gọn. Nếu các bạn nói chậm hơn hoặc là nhấn mạnh rằng các bạn cần một cái ghế thì các bạn nói rằng Give me a chair. I need a pencil. I need a pencil. I need a girlfriend. I need a girlfriend. Cái câu A nghe nó nhấn mạnh hơn cái câu A. Kế tiếp có một bạn hỏi số 8 với cái chữ H phát âm như thế nào? Số 8 tiếng Anh là 8. Chữ này là H. Mình biết lý do tại sao bạn đã hỏi mình giúp hai cái âm này. Mình muốn nhắc các bạn rằng là tiếng Anh nhiều chữ có phụ âm tiếng phía sau. Nó không phải như tiếng Việt của mình cho nên mình đừng có lười biến khi mà mình phát âm cái nguyên âm rồi. Cuối chữ thường khi nó có phụ âm. Số 8 nó có âm T. Các bạn phải T nó một cái. Eight. Còn cái chữ này là H. Cái âm T. H. Trong tiếng Anh cái âm T khi mà nói nhanh nó không có quan trọng bằng cái âm CH. Cho nên khi mình nói nhanh cái số 8 nó là A. Còn khi mình nói cái chữ này là H nhanh hoặc là chậm lúc nào cũng chờ cái âm chờ rất là quan trọng nó là như cái âm s vậy đó các bạn đừng có tha nó đừng có bỏ nó cái chữ này là touch cái nữa là watch cái nữa là which cái nữa là catch các bạn đừng có quên cái âm ch trong tiếng anh nha các bạn đừng có nói chữ này là touch hoặc là cái chữ này là what tại tiếng anh nó có chữ what rồi là cái chữ này là what nó nhanh là what cho nên các bạn phải nói là touch với lại watch nói nhanh hay chậm các bạn phải bỏ thời gian phải chờ nó một cái I want to watch TV các bạn có nghe cái chờ không I want to watch TV watch TV catch me if you can catch me don't touch the cake OK rồi so các bạn đừng có quên cái âm chờ nha bây giờ mình trở lại cái sự quan trọng của cái phụ âm đứng phía sau chữ trong tiếng Anh nha có một bạn yêu cầu mình phát âm mấy cái chữ này cho bạn đó nói chung rằng là mấy chữ này cái nguyên âm nó giống nhau mà cái phụ âm nó khác nhau thôi cho nên mình phải dựa vô cái phụ âm của mấy cái chữ này mình mới biết phân biệt giữa mấy cái chữ này các bạn đừng có quên gò theo cái miệng mình theo cái phụ âm của nó mình hãy làm đơn giản đi ha cái chữ đầu tiên có thể là live hoặc là live mình quan trọng cái chữ live của nó ok cái chữ live có âm v các bạn live live các bạn thấy chữ V đứng phía sau không live sau cái âm i cái môi của các bạn phải nhảy vô cái vị trí phát âm v liền live live hiểu thầy các bạn đừng có đóng cái miệng lại đừng có live nếu các bạn làm live như vậy là các bạn nghe không có giống không có sành điệu cái chữ này cũng vậy life âm phờ life làm như cái chữ phở gì đó. trước khi các bạn phát cái chữ phở cái môi của các bạn phải là phờ một cái phong thì các bạn lấy cái phở của chữ phở đó để cuối cái chữ like là life. Kế nữa là cái chữ like. Cái chữ like có cái âm K đứng phía sau. Cái cổ các bạn phải chặn cái hơi lại like. Mà khi mà nói nhanh thì mình phải chặn cái hơi lại. Đừng có cho cái hơi nó ra khỏi cái cổ. Like. Vậy thôi. Like. Cái chữ này là Line. Khi các bạn phát âm cái chữ này thì các bạn nhớ là Line. Mà đừng có N mạnh quá khi các bạn nói nhanh. Chỉ cần Line. Giờ thấy nhẹ. Line. Làm như cái cổ với lại cái môi của các bạn chuẩn bị phát âm cái chữ N mà thật sự nó không có ra chữ N. Nó phân nửa cái chữ N thôi. Line. Live. Life. Like. Line. Kế tiếp là cái âm S với lại âm SH âm s là âm s đơn giản s làm như cái chữ chiếc xe vậy đó lấy âm s trong chiếc xe ra s cái âm sh là âm sure các bạn để ý cái môi đẹp trai của mình này nha sure chu ra sure ví dụ nha SHE. she các bạn thấy cái môi mình không she sheep với lại sheep sip Ship. kế tiếp có một bạn hỏi mình cái âm V với lại âm W phát âm như sao. Mình nghĩ âm V là dễ rồi phải không? Tại tiếng Việt mình có cái chữ V, chữ Việt Nam. Cái âm của cái chữ W này có một số bạn khó phát âm, nhất là những bạn ở miền Bắc. Ví dụ cái chữ này của tiếng Việt là chữ quan trọng. Tuy rằng những bạn ở miền Nam phát âm cái chữ quan trọng không nghe chuẩn bằng những bạn miền Bắc, mà tình cờ cái chữ W của miền Nam nó giống cái chữ W, cái âm W của tiếng Anh cái âm W là cái âm W. Cho nên mình có lời khuyên rằng là những bạn ở miền Bắc thử bắt trước cái giọng Nam cái âm Q-U trong cái chữ quan trọng chỉ đó là W. Cái âm W các bạn phát đa số ở miệng đừng có phát trong cái cổ họng nha. W. Đơn giản thôi. W. Đừng có qu trong đó quá. W thôi. Chữ này là what, where, when, why. Cái âm H là âm câm. Ngoài ra cái chữ này là WHO, là cái âm W là âm cầm. What is your name? Where are you from? When do you want to meet me? What time is it? Why am I so handsome? Kế tiếp có một bạn hỏi mình cái âm PR với lại BR phát âm như sao. Trước hết mình phải giúp các bạn phát âm B với lại P. Âm B là dễ rồi không các bạn? Tiếng Việt mình có B, con bò, bánh bao, áo bà ba. Cái âm P hơi khó một tí xíu. Cái âm P các bạn phải... Đóng cái môi lại, dồn cái hơi phía sau, xong rồi phun nó ra P P, cái xong rồi cái âm E P Nếu mình để cái bàn tay trước môi cái người nào phát âm P, mình có thể cảm giác là cái gió họ ra rất là nhiều P Nhiều khi cũng bị ướt tay nữa Ví dụ cái chữ này là Back Âm B, rất là đơn giản Back Chữ kế là Pack Một cái là nổ bật ra Pack Cái là back Bet Này là Pet Bin với lại pin nhớ nha bấm vào lại pin rồi bây giờ thêm cái chữ r một trong những lý do người Việt Nam mình gặp trở ngại trong tiếng Anh là tiếng Anh nó có hai phụ âm đi theo với nhau ví dụ cái chữ br với lại pr cái âm của cái chữ r trong tiếng Anh là r hình như cũng giống tiếng Việt phải không r phát âm cái chữ r này các bạn phải làm cho cái miệng của các bạn thành cái vòng tròn cái lưỡi trong miệng của các bạn cho nó nổi trong chính giữa đừng có đụng ở đâu hết r các bạn chỉ cần phát âm là r -a. Giờ thôi r la, b là l b r b cái xong rồi r -a. bây giờ nhanh nha b r b r chữ này là bring brown bread nghe kỹ nha bring b brown b red bring brown bread bring me some bread behind me is a brown bear cái âm PR là P, cái xong này R, PR, PREPARE PROBLEM Nghe kỹ đi nha, PROP, cái xong rồi âm B nha Đóng ngoài lại, PROBLEM PROBLEM Chữ kế là PROUD, PREPARE PROBLEM, PROUD Các bạn có để ý không, cái âm P mình phải P nó ra My computer has a problem I am proud of you. I need to prepare for my exam. Okay, that's it. I'll see you later. Yeah. Oh, nếu các bạn thắc mắc lá cờ này là lá cờ của tiểu bang California, tiểu bang Cali. <laughs>